Rồi xin chào anh em nha. Hôm nay mình có cặp mâm quay ô nha anh em, với mấy cái cảng sao ZX mới nha anh em. Gọi là tay sắt nha anh em. Mình ở miền Nam thì mình kêu cái cảng, anh em người ngoài thì kêu bằng tay sắt nha. Anh em nào mua thì có việc alo nha. Rồi đến quay chi tiết cho anh em cặp mâm quay ô nha anh em. Hàng tháo xe bao đẹp cho anh em luôn. Quay ô 125. Mâm này thì bao zin cho anh em luôn nha, zin toàn bộ nha, hàng còn bao đẹp nha. Mâm quay ô 125 hàng zin nha anh em. Không có lỗi lầm gì nha anh em. Hàng bao đẹp. Tại vì đồ mình mua về là mình trước khi mua là mình phải kiểm tra hàng hết nha anh em. Bao cho anh em là không công không quẩn gì hết nha. Không công không quẩn. Hàng bao đẹp cho anh em nha. Nước sơn này còn zin nha anh em. Còn sơn nha. Cái này nó sao mà nó bị chạy nha anh em. Tại mình bỏ trong cái hộp á, cái nó cắn cái nó bị chạy nha anh em. Cái này thì cũng không sao. Này thì mình sơn nhẹ lên cái được rồi, không có hư heo gì hết. Còn bao đẹp cho anh em luôn. Dán chỉ màu đỏ luôn nha anh em. Quá đẹp. Cái dòi nó vẫn còn nha anh em. Dòi zin nó vẫn còn luôn. Bao đẹp cho anh em. Rồi 125. Rồi, tới bánh trước nha. Bánh trước nó bật đạn zin nó còn luôn nha anh em, bật đạn zin. Ống chỉ luôn còn luôn nha. Còn zin toàn đầy đủ. Ba anh em là hàng zin 100% nha. Bánh trước quay 125. Có van dầu đầy đủ luôn nha anh em. Rồi cặp mâm này mình zin của quay 125 này thì mình bán cho anh em với giá là 1,2 triệu nha. 1,2 triệu nha anh em. Mâm zin giá chỉ 1,2 triệu thôi. Hàng bao đẹp cho anh em luôn. Bao anh em là không công không quẩn nha. Bật đạn zin còn luôn. Ngồi xuống đây đi quay bán luôn nè. Đây tới cảng zin ZX nha anh em. Hàng mới luôn nha. Cảng zin ZX hàng mới cho anh em luôn. Hàng bao đẹp cho anh em luôn. Zin Honda nha anh em, hàng Honda đàng hoàng nha. Bao đẹp. Rồi cái cảng zin ZX này bán cho anh em với giá là 230 ngàn nha anh em. Cảng zin ZX chỉ có 230 ngàn thôi nha anh em. Quá rẻ luôn. 230 ngàn cảng zin ZX. Về mình về được 5 cái, còn 5 cái nha anh em. Bán giá rẻ cho anh em luôn, còn 5 cây. Đúng ZX nha anh em. Đây, anh em nào biết chơi xe thì giờ hôm nay là biết ZX rồi nha. Đó, còn quanh pha là nó khác, quay thái là nó khác. Mỗi cảng thì nó mỗi mẫu khác nhau nha anh em. ZX là cái cảng là dòm đẹp nhất nha anh em. Có tay sách nè, nó có hộp nè. Bao đẹp cho anh em, còn 5 cây nha anh em, bán rẻ cho anh em luôn. Mâm quay ô 125. Và video mình đến đây kết thúc nha anh em. Nếu nào có mua thì có việc alo trực tiếp cho mình nha. Số điện thoại mình có để trên video clip hoặc dưới phần mô tả đó nha anh em. Bên phương thức bán hàng của mình là ship code toàn quốc, được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán nha anh em. Bên mình là không có nhận cọc anh em nha. Bên mình bán hàng là không có nhận cọc anh em nha. Bởi vì cho nó dễ, không tránh bị lừa đảo này kia là mình không có nhận cọc. Cho anh em dễ mua, dễ kiểm hàng. Rồi cảm ơn em đã tin tưởng ủng hộ mình nha.